Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc tủ lạnh của Hitachi, dòng tủ CyberSide 3 cửa mọi người nhé. Mặt gương trong soi sáng được cả cơ thể của các bác như là giống các bác đứng trước gương. Và em sẽ review qua cũng như là hướng dẫn mọi người cách sử dụng của chiếc tủ lạnh này. Model của tủ sẽ là R-MI800GVGV0 màu MIR. Màu MIR là màu sang trọng nhất mọi người nhé. Các bác sẽ có những màu như GBK là cái màu cũng màu đen như này, tuy nhiên thì mặt gương của nó không được soi sáng bằng. Đấy, mặt hơi mờ thôi. Con này thì mặt rất sáng, các bác còn nhìn thấy trực tiếp em ở trên gương cũng như là những cái phần phía đằng mặt trước nó hiển thị đầy đủ các cái khung hình ở phía bên trên. Đối với dòng này thì khi mà các bác kê trên khu vực phòng bếp hay khu vực nhà ăn nhà mình thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái không gian phòng lên rất nhiều và đẹp hơn cực kỳ là nhiều. Đấy, các bác phòng càng sang, kể cả phòng khách các bác cũng kê được nhé, rất đẹp luôn. Con này sẽ có full các tính năng của dòng tủ Hitachi mà tổng dung tích là 569 lít mọi người nhé. Dung tích 569 lít và chiều cao là 1m80, chiều rộng là 92 phân, chiều sâu là 72cm mọi người nhé. Bé 2cm, hàng nhập nguyên chiếc của Thái Lan, bảo hành điện tử là 12 tháng. Ngoài ra BM sẽ đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Em sẽ đi gần hơn chi tiết sản phẩm để các bác có thể nhìn thấy trực tiếp ở đây. Với phần thiết kế mặt gương tràn ra phía bên ngoài như này và không có bất kỳ một cái gờ gấn nào phía bên ngoài, nó tăng cái không gian của tủ lên rất nhiều. Và nhiều các bác yêu thích cái phần tủ mà nó được thiết kế tràn ra, mặt kính tràn ra, nó đẹp hơn rất chi là nhiều mọi người nhé, sang trọng hơn. Con này thì như các bác có thể nhìn thấy trực tiếp đây, nó sẽ có thêm một cái khu vực là lấy đá ở phía bên ngoài. Lấy đá, con này không chỉ lấy đá mà có cả lấy nước, lấy đá viên, đá xay đầy đủ ở phía bên ngoài. Một lát nữa em sẽ chỉ cho mọi người cái cách chúng ta sử dụng ba tính năng đó. Có cả ngăn hút chân không như nhà sản xuất họ phát hành ở đây, có cả ngăn hút chân không mọi người nhé. Em sẽ mở cái cánh tủ ra để cho các bác xem. Khu vực phía bên tay trái của mọi người là khu vực của ngăn mát mọi người nhé, ngăn mát. Ngăn mát nó sẽ có hai cánh. Đây, hai cánh. Với không gian rất chi là rộng ở phía bên trên, chúng ta sẽ để được rất nhiều đồ. Con này thì đi kèm thêm không gian ngăn mát, sẽ có thêm cả khu vực để chai rượu ở đây mọi người nhé. Chai rượu. Và ở phía bên trong với công nghệ làm lạnh Inventor, tiết kiệm điện kết hợp với Dual Fan Glowing, công nghệ làm lạnh kép giúp cho chúng ta có một chiếc tủ lạnh làm lạnh nhanh hơn và sâu hơn. Hệ thống ngăn hút chân không mọi người nhé. Ngăn hút chân không là một cái ngăn bên Hitachi họ phát triển riêng biệt cho dòng tủ Hitachi. Mà các tủ khác thì họ chỉ phát triển dòng ngăn hút, ngăn đông mềm thôi. Còn đối với ngăn hút chân không này thì chúng ta nó thì cũng tự cái chức năng của nó cũng giống như ngăn đông mềm. Tuy nhiên thì nó sẽ tốt hơn, dùng nó tốt hơn cả ngăn đông mềm. Với cái phần khóa như thế này, các bác nhìn thấy khóa này, không cho nhiệt thất thoát ra bên ngoài. Những cái dòng ngăn đông mềm thì không có khóa đâu, nó chỉ đóng như thế này thôi. Và đối với dòng này thì các cái cánh, khu vực cánh cũng có thêm đồ để mọi người chứa mọi người nhé. Khu vực ở phía ngăn phía bên dưới, cái ngăn nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta mở, chúng ta để ở đồ của ngăn trên hoặc ngăn dưới thì các bác mở trên hoặc dưới, nó sẽ tránh thất thoát nhiệt hơn. Là những dòng tủ CyberSide chúng ta mở một phát là cánh tủ cả trên và dưới nó mở ra. Thì như vậy chúng ta tốn hao điện năng khá chi là nhiều. Phía dưới thì chúng ta có thêm một hộp để chúng ta để nước mọi người nhé. Để nước, đổ nước vào đây để chúng ta làm đá tự động ở phía bên trên. Làm đá tự động phía trên thì một lát nữa em sẽ mở cái cánh ở phía bên ngăn đá ra, chúng ta sẽ biết được khu vực để đá ở chỗ nào. Phía bên trong này chúng ta sẽ có khu vực để đồ mọi người nhé. Đem có cái bằng cái này là cái túi chùm của tủ, khu vực để đồ của ngăn rau củ quả. Đây cũng vậy, các cái khu vực hộc này để các bác để các cái khu vực đồ rau củ quả phía dưới, và phía bên trên chúng ta để đồ ăn, nó tách biệt riêng biệt như vậy là rất là tốt. Ở cánh bên tay trái em đứng đây là khu vực của ngăn đá. Khu vực ngăn đá hay là khu vực của ngăn đông. Thì ở phía cánh của ngăn đông nó sẽ có các cái bảng điều khiển điện tử ở đây mọi người nhé. Bảng điều khiển điện tử ở phía này thì lát nữa em sẽ đọc các cái chức năng của từng cái phím một. Không gian bên trong của khu vực làm đá đây mọi người nhìn thấy đây, rất rộng rồi nhá. Và các cái khay kính cường lực nó xếp song song so với khu vực của ngăn mát, giúp cho chúng ta có một chiếc tủ ngay ngắn và gọn gàng hơn. Khu vực làm đá tự động thì các bác nhìn thấy ở phía bên trên cùng sẽ có hộp automatic ở đây.
ở phía bên này sẽ có các cái là hộp đá này, các bạn nhìn hộp đá này. Và khi mà nước hút từ ngăn mát trở lên, làm đá ở phía bên trên và đá tự động rơi xuống cái khay này. Cái khu vực hộc này nó sẽ có chức năng là hút nước này, làm đá viên đá xe nó sẽ xử lý ở trong cái hộp này. Và cho chúng ta, khi chúng ta chọn các cái chế độ ở ngoài này, thì chúng ta gạt cái canh gạt này xuống, thì một là lấy nước, hai là lấy đá viên, hai là ba là lấy đá xe. Rất là tốt mọi người nhé. Khu vực ở phía dưới thì chúng ta có thêm các cái ô để chứa thêm các đồ chứa đông. Các công nghệ làm lạnh thì chúng ta sẽ có inverter và dual fan glowing ở phía bên trong. Các phím điều khiển, đây em sẽ hướng dẫn mọi người từ trên xuống phía dưới mọi người nhé. Phía trên cùng này là khu vực hiển thị nhiệt độ. Đấy, sẽ có mức min này, mức trung bình và lúc max có 1, 2, 3, 4, 5 chế độ. Và chúng ta sẽ có nút select là nút chọn ngăn. Phía trên này sẽ có hai chế độ là chế độ chọn ngăn đông và ngăn mát. Chúng ta chọn vào đèn ngăn nào thì sẽ đèn của ngăn đó sẽ mát, sẽ sáng lên. Và chúng ta điều chỉnh nhiệt độ ở phía bên này với chức năng là tem con căn trỏ ở phía trên này. Đấy, các bạn sẽ điều chỉnh lên. Chúng ta để mức trung bình thôi. Còn lấy mức kịch là mức làm mát, làm đông nhanh nhất. Chọn từng ngăn một các bác nhé. Sau khi điều chỉnh xong từng ngăn, nếu mà các bác muốn làm lạnh làm đông nhanh hơn, đây là chế độ quick freezing là chế độ cấp đông nhanh nhất, làm đông nhanh. Chế độ quick glowing là chế độ làm mát nhanh cho ngăn mát. Đây là hai chế độ làm đông và làm mát cực nhanh. Chế độ khóa trẻ em trong vòng 5 giây, các bác giữ trong vòng 5 giây thì cái bảng điều khiển điện tử này nó sẽ khóa lại, không cho chúng ta điều chỉnh nữa. Còn các bác muốn mở ra, các bác giữ trong vòng 5 giây nó sẽ mở ra và chúng ta lại tiếp tục điều khiển được. Chế độ e-maker là chế độ làm đá tự động. Phía dưới này chế độ tiết kiệm điện. Xuôi xuống phía dưới chúng ta sẽ có thêm một chế độ là chế độ của ngăn đông mềm. Đây chế độ của ngăn đông mềm thì chúng ta sẽ có chế độ off hoặc là để chế độ âm 1 độ C, dương 1 độ C tùy chúng ta. Âm 1 độ C là về chế độ ngăn hút chân không mọi người nhé. Và chế độ 1 độ C, chế độ đông mềm. Tiếp đến là chế độ ở phía dưới này, đây là chế độ là lấy nước. Lấy nước các bác xíu đây, đèn sáng là chế độ lấy nước. Các bác xíu đây, đây là đèn sáng thì sẽ là chế độ lấy đá viên. Và đây, xin lỗi các bác, trên này là lấy đá xay. Dưới này là lấy đá viên. Các bác giữ vào đây, đèn nó sẽ sáng ở cái ô bên trên nhỏ nhỏ này. Đấy là toàn bộ cái chức năng của dòng tủ Hitachi. Mà đây là con FM800. FM800. Xin lỗi các bác. Đây là con MI800 GPGV0 GPGV0 màu MIR. Bên em đang bán con này với giá là giá trừ hết quà cho các bác là 62 triệu 690 với cảm biến kép thông minh. Và chúng ta có thêm chạy ga là ga R600A. Công nghệ khử mùi kháng khuẩn tốt cùng với đệm chống mốc. Và có cả chuông báo mở cửa rồi nhé. Có cả chuông báo mở cửa cho các bác. Các bác có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị BM ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, ở website ecomac.vn các bác nhé. Đây là công suất tiêu thụ điện của nó 160W, hàng nhập nguyên chiếc của Thái Lan, bảo hành điện tử là 12 tháng. Hiệu suất điện năng cho 5 sao, rất tốt cho mọi người nhé. Các bác đặt hàng tại website ecomac.vn hoặc đến trực tiếp tại sàn bên em mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.